Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Ở video hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng máy in đa lăng, có chức năng là vừa in vừa scan vừa photo. Máy in này là MF241D của hãng Kalon. Thì khi mà các bạn mà mua máy in thì được nhân viên họ về, họ sẽ lắp đặt và cài deliver đủ cho các bạn là chỉ việc dùng. Thì đây là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà dùng thôi, còn là việc mà cài đặt là deliver nó cũng rất là đơn giản, thì cũng có nhân viên họ bán họ cài cho các bạn rồi, các bạn không phải cài. Và nếu mà các bạn muốn cài thì nó cũng rất là đơn giản thôi, nó có một đĩa mềm, cái đĩa mềm đi theo để các bạn lắp vào các bạn cài deliver, hoặc các bạn lên mạng các bạn tải luôn được. Thì điều đầu tiên ấy là đây là cái khay giấy mình cho giấy vào, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn 3 mục cho các bạn. Thứ nhất là in, thứ hai là scan và thứ ba là photo nhé. Thì để in thì mình sẽ mở một cái bản Word ra mình in cho các bạn xem. Chẳng hạn mình lấy cái bản là từ Zalo ra nhé. Đây mình mở luôn cái này lên. Thì đây là một cái bản thời khóa biểu thôi. Khi mà mở lên thì mình sẽ ấn luôn Ctrl P. Ở đây thì các bạn nhìn bên giao diện bên này nhé, thì mình nói qua các bạn hiểu là ở đây thì chắc chắn là mình chỗ này là mình chọn bao nhiêu bản, mình chọn đây một thì mình chọn một đây, còn đây là cái máy in của mình, nó sẽ nhận diện đây các bạn nhé, đây nhá, cái dòng ở trên này mình in tất cả nhé. Còn ở cái dòng này các bạn nhé, sổ với cửa sổ ra thì cái dòng đầu tiên này nhé, dòng đầu tiên này có chữ one này nhé, thì là tức là mình in một mặt, còn cái dòng này này in hai mặt các bạn nhé, dòng này cũng là in hai mặt, thì các bạn chọn in một mặt thì các bạn chọn dòng đây cho mình nhé, dòng đầu tiên này nhé. Đây mình đang để chế độ là in một mặt, và bây giờ mình ấn vào nút in để in cho các bạn xem đây nhé, nút in đây. Mình cho các bạn xem thang máy đang chạy. Đây các bạn nhé. Đây. Thì cái máy này nó có cái để mà chặn giấy đây. Cái này cái chặn giấy đây. Đó, thì đây là cái bản mình vừa in cho các bạn xem đây nhé. Và sau phần in ấn thì bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn cách mà scan nhé. Scan thì nó cũng rất là đơn giản. Thì bây giờ mình có một cái file này nhé. Mình muốn scan thì mình mở cái nắp lên các bạn nhé. Mở cái nắp lên. Và cái mặt này mình scan mình úp lên này các bạn nhé. Cầm đây để đúng hướng của mặt mình đấy nhé. Mình úp lên này. Úp lên để vào cái khay máy, để đều khay máy các bạn nhé. Các bạn chỉnh làm sao cho nó đều nhé. Đấy. Đấy các bạn nhìn này, nó đều hai bên này nhé, nó đều này. Và khi chỉnh xong rồi các bạn úp cái nắp phải xuống nhé. Úp xuống này. Đó. Quay về máy tính nhé. Thì đây mình sẽ chỉ cho các bạn cách in bằng, nó có rất nhiều cái chế độ để mình scan ấy, nhưng mà đầu tiên là mình có cái app này nhé. App scan này các bạn nhìn này, app này. App này thì các bạn có thể tải trực tiếp trên Google, hoặc là nếu bạn nào dùng Win 10 thì vào cái Microsoft nhá, này cái chợ này. Và các bạn vào chữ search này, các bạn ghi chữ app scan vào đây thì nó ra, các bạn cứ tải về cài đặt thôi. Đây mình cài đặt sẵn một cái app này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn in qua hai cái chính là một thứ là cái app, và hai là nếu các bạn nó không in qua app, các bạn in trực tiếp qua cái Control Plane, các bạn mở cái này lên nhá. Thì các bạn vào cái biểu tượng máy in này nhé. Đây là cái máy của mình đã được tích hợp đây nhé. Cài deliver sẽ nhận đây, thì các bạn trỏ chuột phải đây nhé. Rồi các bạn vào chữ Start Scan nhé. Ở đây thì mình cũng chỉ luôn các bạn là ở dòng đầu tiên này nhé. Cái dòng đầu tiên này các bạn trổ xuống này. Đấy. Thì nó cho mình chọn chế độ, thì mình chọn là ở cái dòng này nhé các bạn nhé, dòng này này nhé,
Document này thì nó sẽ hiển thị thất cái tệp mình muốn scan, còn là chọn những chế độ kia thì nó cứ hiện là từng từng đoạn ảnh màu nó phân ra đấy, mình chọn cái này nhé. Rồi ở cái dòng này các bạn nhé, đây cái dòng này thì là chọn là trên cùng là màu này. Dưới này là nửa màu, nửa đen trắng và đen trắng thì mình chọn cái màu này nhé, scan màu đây các bạn nhé. Glow ken màu nhá. Còn đây là định dạng này. Định dạng cái file mình muốn xuất ra. Thì mình nói cho các bạn hiểu là ở cái ken mà ở luôn ở Windows thì mình đang thực hiện cho các bạn thì nó không xuất được file PDF. Còn PDF thì tí mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đây là mình chọn cái chế độ ảnh đuôi nó thôi. Ví dụ mình chọn đây nhá. Ở đây cái độ phân giải các bạn cầm, các bạn kéo lên kéo xuống, các bạn chỉnh. Đây là nút view nhé, mình view này, view trước khi scan các bạn nhé. Đó, đây là nó scan lên rồi nhé. Mình cầm mình kéo, nếu mình muốn scan đâu mình cầm mình kéo này, kéo lên đây thì scan đây, và kéo full thì sẽ full hết, đây là scan hết. Như ở đây thì chỉ scan ra đuôi ảnh, nó sẽ không cho các bạn là scan ra đuôi PDF. Thì mình thoát cái này đi, cancel mình thoát đi. Mình sẽ chỉ các bạn scan qua cái app này nha. Đây cái app này nha. Đây. App này nó cũng dễ sử dụng thôi. Đây, nó có mỗi cái này là đuôi này. Chọn đuôi các bạn nhé. Đuôi này. Trên này đuôi ảnh, các đuôi ảnh. Mình scan PDF, mình chọn PDF đây nhé. Và mình view các bạn nhé. View lên để xem nhé. Đây. Đó. Các bạn cũng cầm, các bạn kéo này, kéo lúc nào mình muốn scan này, còn các bạn muốn để hết thì các bạn để tự nhiên cho nó hết này. Và khi mình view xong rồi mình scan luôn này các bạn, đây nút scan nhé. Đây bên này chỉ là mình view mình xem trước thôi, còn đây là nút scan, mình ấn nút scan này. Và cái mục scan này sẽ được new ở đây các bạn nhé. Thì khi scan xong các bạn muốn view, các bạn view đây các bạn xem, không các bạn là close ra ngoài, thì toàn bộ cái mục scan này sẽ được new ở cái mình mở cái này, new ở cái picture này các bạn nhé. Đây nó sẽ new hết ở đây nhé. Đấy, sẽ làm hết đây các bạn nhé, làm hết cái file scan của mình ở đây. Và một cái chế độ scan nữa thì các bạn có thể vào thẳng cái trình duyệt này nhé, không phải trình duyệt mà cái PDF này nhé. Các bạn mở nó lên này, các bạn kích vào đây nhé, file này, rồi các bạn chọn nút này nhá. Đây các bạn chọn này nhé, form scan nhé, rồi các bạn kích vào đây nhé, ấn scan. Ở đây thì nó cũng cho các bạn review, các bạn view luôn, view luôn ở đây. Đây thì nó view luôn ra cho mình xem đây, còn nếu các bạn view xong rồi các bạn scan thì các bạn ấn luôn nút scan đây. Đây là mình đã hướng dẫn cho các bạn là ba chế độ scan trên cái máy tính này. Ở đây nó scan đây rồi, các bạn muốn new các bạn ấn vào đây, new ở đâu các bạn là nó xếp tất cả nhé, new tất cả. Các bạn có thể để vào desktop, đặt nó một cái tên thì mình ấn scan thôi. Đây mình new tên này, mình ấn là xếp lại rồi mình mở ra cho các bạn xem. Đây file vừa scan xong đây nhá. Ở đây là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách mà scan trong ba cái mục scan, tức là scan qua cái này và scan qua cái app này và scan qua cái control plan của cái máy in này. Nhưng mà scan qua cái máy in mặc định của Windows thì nó ít chức năng quá, mình không thích, nên là mình chỉ các bạn nào scan qua cái app này hoặc scan qua cái này nhé. Và để mà scan xong rồi bây giờ mình hướng dẫn tiếp cho các bạn cách là photo đấy.
Photo thì ở đây mình vẫn có cái tờ giấy mình để đây. Giờ mình muốn photo ra. Photo ở trên bàn phím các bạn chọn cho mình, ví dụ như là mình photo là 1 này, 2 là 12 tờ. Đây 12 tờ thì mình xóa, mình để 1 mình xóa đi nhé. Xóa này. Mình để 1 đây, đây số 1 đây các bạn nhé, số 1. Và các bạn ấn vào nút start này để photo nhé, đây. Đây các bạn nhé. Đó. Thì cái máy này nó là máy đa năng, nó vừa là in này, vừa là scan này, vừa là photo. Thì đây mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách mà sử dụng ba cái mục của máy đa năng này là in, ấn này, scan và photo. Thì hy vọng video này giúp ích cho các bạn là dễ làm và dễ hiểu với cái máy đa năng của mình. Đây là cái máy là MF241D. Thì video mình làm đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy video mình hữu ích thì cho mình xin một lượt đăng ký ủng hộ kênh. Chân thành cảm ơn.